Mời các anh chị và các bạn lắng nghe chương trình radio sáng thứ bảy Sống theo đúng mục đích, được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng hôm nay, mời các anh chị và các bạn tiếp tục lắng nghe phần thứ hai của chủ đề Bảo vệ hội thánh của bạn qua giọng đọc của Giuse Danh Đàn. Từ chối nghe những lời nói hành. Nói hành là loan truyền thông tin khi bạn không can dự vào vấn đề cũng không can dự vào việc giải quyết nó. Bạn biết nói hành, nói xấu là sai, nhưng nguyên việc nghe nó, bạn cũng không nên nếu bạn muốn bảo vệ hội thánh. Nghe lời nói hành nói xấu cũng như nhận đồ ăn cắp, và việc đó khiến bạn trở nên tội phạm. Khi có ai bắt đầu nói hành với bạn, hãy can đảm nói: "Làm ơn dừng lại, tôi không cần biết điều này. Anh đã trực tiếp nói với người ấy chưa?" Người nói hành với bạn cũng sẽ nói hành về bạn. Họ không đáng tin. Nếu bạn nghe nói hành, Thiên Chúa sẽ nói bạn là người gây xáo trộn. Phường gian ác để tâm nghe những lời bất chính, quân lừa đảo lắng nghe những chuyện hại người. Họ là những người gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí. Đáng buồn là trong đàn chiên của Thiên Chúa, những vết thương lớn nhất thường đến từ chiên khác, không phải từ bầy sói. Thánh Phaolô khuyến cáo, những Kitô hữu ăn thịt là những người cắn xé nhau và phá hoại hiệp thông. Kinh Thánh nói, với những hạng người ấy thì nên tránh xa. Đứa ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật, vậy đừng giao du với kẻ lắm lời. Cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột cộng đoàn hay một nhóm nhỏ là trực diện một cách yêu thương với những người đang nói xấu và yêu cầu họ chấm dứt việc đó. Salomon chỉ rõ điều ấy. Củi tàn thì lửa tắt, hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co. Trích sách Châm Ngôn chương 26 câu 20. Thực hành cách giải quyết xung đột của Chúa. Ngoài những nguyên tắc nêu lên ở chương vừa rồi, Đức Giê-xu đã cho hội thánh một tiến trình đơn giản gồm 3 bước. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến 17a. Khi xung đột, bạn rất dễ bị cám dỗ phàn nàn với người thứ ba hơn là can đảm nói sự thật trong yêu thương với người mà mình đang khó chịu. Điều này làm cho vấn đề trở nên xấu hơn. Thay vào đó, bạn nên đi gặp trực tiếp người ấy. Gặp gỡ trực tiếp riêng tư luôn là bước đầu, và bạn nên làm sớm chừng nào có thể. Nếu không thể giải quyết sự việc giữa hai người, bước thứ hai là nhờ một người hoặc hai nhân chứng để giúp xác quyết vấn đề và hòa giải mối tương quan. Bạn nên làm gì khi người ấy vẫn cố chấp? Đức Giê-xu nói là đem người đó đến cộng đoàn. Nếu người đó cũng từ chối lắng nghe, bạn nên đối xử với họ như một người không tin. Hãy nâng đỡ chủ chân và người lãnh đạo của bạn. Không có những lãnh đạo hoàn hảo, nhưng Thiên Chúa lại ban cho họ trách nhiệm và quyền bính để duy trì hiệp nhất hội thánh. Khi có xung đột giữa các cá nhân vốn là chuyện ngoài ý muốn, các mục tử thường phải gánh lấy một nhiệm vụ chẳng mấy thích thú là làm trung gian giữa các phần tử bị tổn thương, xung đột hoặc thiếu trưởng thành. Họ cũng được giao phó nhiệm vụ không dễ hoàn thành là cố làm cho mọi người vui. Chính Đức Giê-xu cũng không làm được điều này. Kinh Thánh nói rất rõ về việc chúng ta phải tương quan thế nào với những người phục vụ chúng ta.
anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phần sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em. Trích thư gửi tín hữu Do Thái, chương 13, câu 17. Ngày kia, các chủ chăn sẽ đứng trước mặt Thiên Chúa, trả lễ về việc họ đã chăm sóc bạn thế nào. Họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa. Trích thư gửi tín hữu Do Thái, chương 13, câu 17. Nhưng bạn cũng có trách nhiệm, bạn cũng sẽ trả lễ với Thiên Chúa là bạn đã nghe theo chủ chăn của bạn thế nào. Kinh Thánh cung cấp cho các chủ chăn những chỉ dẫn rất chi tiết về cách ứng xử với những người gây chia rẽ mối hiệp thông. Họ phải tránh tranh cãi, dạy dỗ cách nhã nhặn phía chống đối, trong khi vẫn cầu nguyện cho họ thay đổi, khuyên răn những người thích tranh luận, khẩn thiết cho sự hòa hợp và hiệp nhất, khiển trách những người không tôn trọng quyền lãnh đạo và đưa những người chia rẽ ra khỏi cộng đoàn nếu họ làm ngơ trước hai khuyến dụ trên. Chúng ta bảo vệ hiệp thông khi chúng ta kính trọng những người lãnh đạo phục vụ chúng ta. Chủ chăn và các trưởng lão cần lời cầu nguyện, sự khích lệ, tôn trọng và lòng yêu mến của chúng ta. Chúng ta được mời gọi: thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy vì công việc họ làm. Tôi thách thức bạn chấp nhận trách nhiệm bảo vệ và cổ vũ hiệp nhất hội thánh. Điều đó không phải luôn luôn dễ dàng. Một đôi khi bạn sẽ phải làm điều tốt nhất cho thân thể, chứ không cho chính mình, để chứng tỏ bạn coi người khác trọng hơn mình. Đó là lý do Thiên Chúa đặt chúng ta trong gia đình hội thánh, để học quên mình. Trong cộng đoàn, chúng ta học nói chúng ta thay vì tôi, và của chúng ta thay vì của tôi. Chúa nói: đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Trích thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 10, câu 24. Thiên Chúa chúc lành cho cộng đoàn nào hiệp nhất. Khi Thiên Chúa muốn ra một đàn trẻ sơ sinh mới tin, Ngài tìm một nơi sinh nở ấm áp nhất mà Ngài có thể tìm thấy. Bản thân bạn đang làm gì để hội thánh nên ấm áp và yêu thương? Nhiều người trong cộng đoàn của bạn đang tìm kiếm yêu thương và một nơi nương tựa. Sự thật là mỗi người cần được yêu thương và muốn được yêu thương. Và khi người ta tìm được một cộng đoàn, nơi đó ai ai cũng yêu thương và lo lắng cho người khác, bạn sẽ phải đóng cửa để họ khỏi ùa vào. Xin gợi ý một vài điểm để các anh chị và các bạn cùng suy niệm. Thứ nhất, một điểm để suy tư. Tôi có trách nhiệm bảo vệ sự hiệp nhất của hội thánh. Thứ hai, một câu kinh thánh để nhớ. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Thứ ba, một câu hỏi để nghiền ngẫm. Bản thân tôi phải làm gì để bảo vệ sự hiệp nhất của gia đình hội thánh ngày hôm nay? Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Số 24 của chương trình sẽ được phát sóng vào sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Bạn được tạo dựng để giống Thiên Chúa. Mời các anh chị và các bạn tiếp tục đón nghe.
ngâm ngát hương say là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc. Chúa ơi nhân từ thương nhận của lễ con dân, con dân tiếng ngài dâng ngài trong ca xa hồn, con dân tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dân hiệp nhất trên bàn thờ. Xin dâng tiếng ngài đây là những giọt mồ hôi tan trong đất mềm làm cho bông lúa thêm tươi, nhọc nhằn gian lao trôi đi qua từng tháng ngày. Cuối xin cha lành thương nhận của lễ hôm nay, con dâng tiếng trọn cả xa hồn, con dâng tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dâng hiệp nhất trên bàn thờ. Cho máu thịt thần lương nuôi sống linh hồn, giờ đây con dâng dâng lên ly rượu bánh này, ước mong chân thành nên một cùng lễ năm xưa. Con dâng tiếng ngài dâng ngài trọn cả xa hồn, con dâng tiếng dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dâng hiệp nhất trên bàn thờ. Xin dâng tiếng ngài bánh này hoa màu đồng xanh, xin dâng tiếng ngài rượu nho thơm ngát hương say là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc. Chúa ơi nhân từ thương nhận của lễ con dâng, con dâng tiếng ngài dâng ngài trọn cả xa hồn, con dâng tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dâng hiệp nhất trên bàn thờ. Con dâng tiếng ngài dâng ngài trọn cả xác hồn, con dâng tiếng ngài với trọn niềm tin cậy mến. Xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời, kết thành của lễ dân hiệp nhất trên bàn thờ. Con dâng tiếng ngài dâng ngài trọn cả xa hồn, con dâng tiếng